phận bạc hồng nhan, lầm than kêu thâu trời xanh. Muôn dặm đường xa, nắng mưa xoa tàn bóng hồng. Nuôi một đàn con qua mây xuân xanh. Vì đời con thiết gì mẹ ơi, con ơi à ơi ru hời, ru con mẹ đưa cuộc đời. Nụ cười con như ánh sao muôn màu. Con ơi lời ru ngọt ngào cho con tuổi thơ êm đềm. Và ngày sau nữa. Cô, con thưa cô Út ơi, đừng khóc nha. Ngoan nha. Cái thằng này thấy cô Út về không hỏi tiếng nào hết trơn vậy. Con thư nó chào cô Út rồi. Chào chứ cho mất công. Bộ cô không thấy cô đang ăn hả? Cô cũng đâu có tốt với tụi con đâu, mắc gì con phải chào. Mày, mấy thằng này, mày trả lời với tao vậy đó hả? Mẹ mày dạy mày trả treo với tao vậy đó hả? Bà Tuyết, bà ra đây bà coi con bà nói chuyện với tôi nè. Mẹ con không có ở nhà. Cái thứ đặt bà gì á, nhà cửa cơm nước con cái không chịu lo, tối ngày cứ xách cái đít đi chơi à. Cô còn đi chơi nhiều hơn mẹ con nữa. Cái thằng mất dạy đi. Mày nói chuyện với tao vậy đó hả? Mày hả? Mất dạy nè. Cô đánh con. Mày hồn lắm nha. Nha. Cô anh hai cậu. Nè. Cậu, bà đánh con kìa cậu. Nè, ai cho bà đánh nó vậy? Thì nó mất dạy, tao phải dạy nó chứ làm sao. Bà thấy nó bận đồ đi học không? Nó có ăn, nó có dạy đàng hoàng. Bà cũng chẳng ăn chăn quấn lắm, có hiền lành gì đâu. Giờ sao? Mày nói gì mày nói lại coi. Mày muốn gây sự với tao, kiếm chuyện với tao phải không? Tôi không có rảnh, tôi không có dư hơi kiếm chuyện với bà. Tôi đi kiếm chị tôi. Mẹ đi đâu chứ có gì? Mẹ tụi con đi á, có sách theo gì không? Dạ, tụi con không biết nữa. Lúc tụi con đi học về, không thấy ai ở nhà hết á. Để con vô phòng coi thử. Ê, cái thằng kia, bộ nhà mày mày muốn vô vô hả? Mày đứng lại chưa? Thằng kia. Cô
giữ em Phương á nha. Hả? Trời ơi, tự nhiên kêu tao giữ. Khóc nữa, thôi. Thôi, đụng tới là khóc à. Ủa, đồ của mẹ con đâu hết rồi? Trời, cái gì vậy? Sao đồ đạc tùm lum? Đừng có nói là bà bỏ đi nữa nha. Chị hai, vậy là chị hai đi thiệt rồi. Mẹ tụi con viết thư để lại cho cậu, nói là tìm được sang Úc. Sao mẹ ơi bỏ tụi con đi nữa? Mẹ ơi, có phải cậu gạt tụi con đúng không? Hồi sáng mẹ có nói gì tới tụi con đâu. Mẹ tụi con đi thiệt rồi, nhưng mà còn cậu, cậu sẽ lo cho tụi con mà. Chết, không biết bà có ăn cắp gì của tôi không nữa. Cậu, cậu kiếm mẹ về cho tụi con đi cậu. Mẹ, sao mẹ bỏ tụi con đi hoài vậy mẹ? Mẹ ơi, hai đứa nín đi, biết đâu được mai mốt mẹ tụi con quay trở về mà. Cậu, đây là trường học, cô bán vé số thì ra chỗ khác mà bán. Dạ, con tôi nó học ở đây đó anh. Học ở đây hả? Đứa nào, lớp mấy? Dạ, thằng An, học lớp 2B. À, thì ra nó là con của cô hả? Dạ. Vậy thì cô đứng chờ đó nha. Dạ, cảm ơn anh. An. Ê, ê, mẹ thằng An nó bán vé số kỳ tụi bay. Trời ơi, có mẹ thằng bay vé số kìa. Mẹ, lần sau mẹ đừng có tới đây nữa nha. Sao vậy con? Mẹ không thấy tụi nó nói gì con hả? Trong lớp mà tụi nó chọc con á là con bỏ học luôn á. Thôi được rồi, mẹ xin lỗi con. Lần sau mẹ không có tới nữa. Vì mẹ nhớ con nên mẹ mới tới đây. Không ngờ lại làm con không vui. Mẹ sẽ tìm công việc khác để con không phải mắc cỡ với bạn bè nữa. Cũng hên á, là cái nhà này đâu có còn gì giá trị nữa đâu. Tiền sang quán phở người ta cũng chưa có trả hết, chứ không thôi hả, bà hốt đi hết rồi. Nè, chị hai tôi á không phải người như vậy đâu. Mấy người á đừng đổ oan cho chị hoài chứ. Kìa con, cho tới bây giờ con vẫn còn cố chấp, không tin là hồi đó con Tuyết nó ăn trộm tiền vàng của bác rồi nó bỏ đi theo người khác sao? Không lẽ bây giờ bắt đổ oan cho nó hả? Má ơi, nó làm bộ binh vực thôi, chứ chị em nó một ruột với nhau mà. Nè, tôi chưa lấy đồng nào ở nhà mấy người nha. Ăn nói cho đàng hoàng chứ. Mày chỉ ai hả? Mày chỉ ai? Thôi thôi, thôi. Muốn gì? Không có cãi nhau nữa. Trời ơi, con đâu có rảnh mà đi cãi nhau với cái thứ trời ơi này. Bây giờ má tính làm sao nè? Mấy đứa nhỏ ai lo? Chứ con á là con có lo được rồi đó nha. Trời ơi, mày nói hay quá, mày lãnh tụi nó về mà giữ đi. Lãnh thì lãnh, tôi đâu phải cái thứ ích kỷ như bà.
Không có được. Tụi nhỏ phải ở đây hết. Đây là nhà của tụi nó. Với lại má cũng không yên tâm giao tụi nhỏ cho thằng Phúc. Con thì con rất là tốt, nhưng mà con là đàn ông con trai, con vụng về đủ thứ hết. Trời ơi má, nó rảnh thì má để cho nó lãnh đi. Má nhìn má nè, má bệnh, rồi mai mốt ai lo cho tụi nó. Con nói trước rồi đó nha, con không có lo đâu á. Trời ơi, chưa gì nó trù tôi chết trước rồi đó hà. Mày á, đúng là cái thứ cô không có ra gì mà. Cháu của mày bây giờ là không có cha, có mẹ mà cũng như không. Mà mày cũng không biết thương nữa hả con? Trời ơi, con chỉ nghĩ tương lai cho nó thôi. Đó, má cũng nói con là cô của nó thôi, chứ có phải là cha là mẹ nó đâu. Mà con lo cho nó. Trời ơi trời, một đứa lo đã mệt rồi, đằng này ba đứa. Con nói rồi đó nha, má mà giữ nó lại á, má tìm cách má lo đi. Chứ con là con có rớ vô đâu á. Anh này nè, Nga, Nga. Trời ơi, sao ông trời ông đối xử với tôi tệ gì nè. Tôi sắp chết rồi mà cũng không được thanh thản nữa. Trời ơi là trời. Ba đừng có buồn nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Con biết là con vụng về, nhưng mà tụi nhỏ ở với con á, đỡ hơn là không có ai lo. Con ơi, bác biết là con rất nhiệt tình, con rất là tốt, nhưng mà bác tính vậy nè. Con tới nhà con Diệu, con nhắn nó tới đây để bác nói chuyện với nó. Bác tính kêu bà? Ừ. Bác tính kêu chị giúp việc tiếp hả bác? Bác bây giờ chỉ biết nhờ con Diệu thôi. Dù bác biết con là ruột thịt, con rất tốt với tụi nhỏ, nhưng mà làm sao mà chu đáo như con Diệu được. Nó chăm sóc từng chút, mà nhất là hai đứa con gái sau này nó lớn lên nữa con. Lần trước con bỏ con Phương ở nhà một mình con đi đó. Bác dám lấy danh dự của mình mà khẳng định với con á, con Diệu nó tốt hơn con Tuyết rất nhiều. Nếu con mà nhất định cứ đưa tụi nhỏ đi á, thì con đừng có trách bác làm lớn chuyện đó. Thật sự lúc chị cứu bé Phương trong căn nhà cháy đó, con đã biết chị là người tốt rồi. Con cũng biết chuyện đó nữa hả? Trời ơi, vậy mà con còn theo phe chị con, đổ oan cho con Diệu. Con xin lỗi bác, tại con muốn chị con có thể lấy lại tình cảm của anh Phong và bác, hàn gắn hạnh phúc gia đình mình. Bởi vậy con mới nói dối để che giấu sự thật. Chuyện bé Phương bị bắt cóc á, thiệt ra là... Thiệt ra là làm sao? Hả? Thiệt ra là chị con cũng tìm cứu bé Phương. Có điều á, là chị Diệu đến cứu trước thôi. Để bây giờ á, con đi gặp chị Diệu nói chuyện. Con giúp giùm bác. Con đi nghe. Thằng Phúc nó như vậy, có thể là chính con Tuyết đã tạo ra vụ bắt cóc con Phương để đổ oan cho con Diệu. Cầu trời không phải là như vậy, chứ nếu không thì con Tuyết thiệt là quá tệ. Quán cơm con. Dạ. Con viết cái gì nhiều vậy? Mẹ không được coi đâu á. Mẹ không có coi đâu, tại trong đó là những bí mật riêng của con mà. Dạ. À, chừng nào con thi học kỳ? Dạ, bắt đầu từ thứ ba tuần sau là con thi rồi mẹ. Ừ, ráng thì tốt nha con. Dạ, con sẽ cố gắng được 10 điểm hết luôn. Vậy là con sẽ đứng nhất lớp.
Mấy bữa nay đi bán lại mất mối hết trơn, rồi mẹ bán hơi ít. Để tuần sau con thi, mẹ sẽ mua nhiều đồ ăn về nấu cho con nghe. Con thấy ăn vậy là ngon rồi, ngon hơn nhà chú Phong luôn đó mẹ. Nhà chú Phong nhiều đồ ăn mà, sao lại không ngon bằng nhà mình? Thì bây giờ chỉ có con với mẹ thôi, không có tụi kia. Ừ, thôi con ăn cơm đi con. Dạ. Nè, ăn đi con. Chú Phúc tới rồi mẹ. Chị Diệu, anh kiếm tôi có chuyện gì? Hay là bác với mấy đứa nhỏ có chuyện? Chị hai tôi bỏ đi rồi, bác nhờ tôi qua chở chị gặp bác một chút. Chị Tiết bỏ đi rồi, bà lại muốn mẹ qua bển làm nữa hay gì? An, thôi được rồi, để tôi qua, anh về trước đi. Bây giờ chị có rảnh không? Tôi chở chị đi luôn. Ừ. An, con ăn xong rồi học bài, mẹ qua coi bà một chút rồi mẹ về nghe. Vậy mình đi. Con cho cái bà này vô nhà mình đâu? Có phải nó đuổi mẹ con đi để rước bà này về đúng không? Nè nè, hay quá ha, hay quá. Nè nè, không có được hỗn với bà nội nghe chưa? Mẹ con đi á không có liên quan tới ai hết, biết chưa? Tụi con không có cãi lời nội nữa. Người lớn người ta đã tính như vậy rồi. Từ ngày mai dì Diệu và An sẽ tới đây để giúp mình. Rồi dì với An cũng sẽ ở luôn buổi tối nữa. Anh hai. Diệu. Dạ. Con qua đây với bác. Bác biết sức khỏe của bác, cũng không biết sống chết khi nào. Con coi như vì chút tình nghĩa cũ với thằng Phong, có gì con coi sóc mấy đứa nhỏ giùm bác, ráng cho tới khi nào tụi nó lớn một chút, nó tự lo cho bản thân mình được nghe con. Coi như bác cầu xin con đi Diệu. Bác đã nói vậy, vẫn như con làm sao từ chối được. Hơn nữa anh Phong, anh đã giúp đỡ mẹ con rất nhiều. Còn con, con chưa đền đáp được gì cho ảnh hết. Con sẽ chăm sóc tốt cho tụi nhỏ. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Trời ơi, ông trời tính ra cũng còn tốt với bác. Khi đặt để một người tốt như con ở bên cạnh để giúp đỡ gia đình này. Bác đừng nói như vậy. Bác nghỉ ngơi đi, con về bên nhà thu xếp các thứ, rồi ngày mai con qua nha bác. Ờ, ngày mai con qua nghe con. Dạ. Phúc. Dạ. Con phụ với chị Diệu nghe con. Dạ. Con xin phép. Ờ. Thưa bác con về. Ờ. Bác nghỉ ngơi. Bác cảm ơn con. Chị Diệu. Để tôi đưa chị về. Thôi được rồi, cậu vô nhà với mấy đứa nhỏ đi, tôi tự về được. Bây giờ trời cũng đã tối, tôi cũng tiện đường mà. Với lại tôi cũng không ở lại đây đâu.
Mất công mà nghe, bà lại nói tôi dòm ngó căn nhà này. Còn cái nô con Phương, tôi giờ qua phòng đặc kẹt với con Thư rồi. Tôi có dặn tối ba anh em tụi nó coi chừng với nhau. Tôi thấy có lỗi với chị quá. Dù bé Phương bị bắt cóc, chị em tôi đối xử với chị như vậy, chị không giận hay sao? Mà bây giờ chị còn giúp chị em tôi lo cho tụi nhỏ nữa. Bị vu oan mà nói không giận là giả tạo. Sở dĩ tôi không lên tiếng là vì tôi thấy thương tụi nhỏ. Tôi cũng là một người mẹ. Lúc đó tôi nghĩ chị Tuyết làm như vậy là muốn được trở về với tụi nhỏ, cho nên tôi mới im lặng cho qua. Tôi thiệt không ngờ chị Tuyết lại bỏ tụi nhỏ ra đi thêm lần nữa. Dù sao chị ấy cũng là chị của tôi. Chị tôi quá nhiều lỗi lầm rồi. Tôi mong chị đừng nói ra sự thật dù bắt cóc bé Phương. Chừa cho chị tôi một con đường quay về, được không chị? Thôi, chuyện cũng qua rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải chăm sóc cho tụi nhỏ. Bà tới nhà tôi làm gì? Từ ngày mai á, chị Diệu sẽ về đây làm người giúp việc luôn. Nhà tôi không có thuê bà làm. Bà có lo được cho má bà với tụi nhỏ không? Nhà có người bệnh con nít mà đi chơi giờ này mới về. Nè, cái này á là do bác quyết định. Có gì á tự vô trong nói chuyện với bác đi. Má ơi. Kệ bà đi, mình về chị. Ngày mai tôi đi phụ lái xe với tụi bạn một tuần mới về. Đợi người ta trả số tiền còn lại, tôi mới có tiền thuê nhà. Còn bây giờ tôi đang ở nhờ nhà tụi bạn. Tụi nhỏ cần cái gì á, chị mua cho tụi nó. Có gì tôi về tôi sẽ gửi tiền lại cho chị. Ừ, tôi biết rồi. Bác nói sẽ kêu cô Nga đưa tiền sinh hoạt hàng tháng từ tiền bán quán phở còn lại. Nếu không có gì đột xuất, chắc cũng đủ chi xài mà. Anh yên tâm đi. Vậy thôi, tôi về nghe. Sao vậy con? An, sao ở nhà con không ăn cơm? Con chờ mẹ. An nè, sáng mai mình sẽ trả nhà trọ, mình dọn qua nhà bà ở nghe con. Sao mình phải ở đó? Họ có ruột rà thân thích gì với mình đâu. Bây giờ không ai chăm sóc bà với mấy em, mẹ con mình qua đó giúp đỡ mọi người mà con. Con không có qua đâu, con không thích tụi nó, con không thích cái nhà ở đâu. An nè, không phải mẹ đồng ý qua đó mà không hiểu cảm giác của con đâu. Mẹ con mình sống ở đây tuy bữa đói bữa no nhưng rất thoải mái. Đó là hiện tại. Còn tương lai, con sẽ ra sao với cuộc sống tạm bợ này? Mẹ quyết định như vậy là mong con có một cuộc sống ổn định để ăn học đàng hoàng, hàng ngày có miếng ăn mà không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa, cũng không phải lo sợ bị đuổi lên đuổi xuống. Tất cả chỉ vì con, mẹ có thể làm gì cũng được. Con thương mẹ, con ráng nghe lời mẹ. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội mình trả món nợ mà chú Phong đã giúp đỡ mẹ con mình. Một ngày nào đó, khi các em đã vững vàng tự lo được cho mình rồi, mẹ con mình chỉ sống với nhau thôi nha con. Con ăn cơm đi.
bán vé số kỳ tụi bay. Trời ơi, có mẹ thằng bay vé số kìa. Mẹ, lần sau mẹ đừng có tới đây nữa nha. Sao vậy con? Mẹ không thấy tụi nó nói gì con hả? Trong lớp mà tụi nó chọc con á là con bỏ học luôn á. Thôi được rồi, mẹ xin lỗi con, lần sau mẹ không có tới nữa. Mẹ, sao mẹ không chịu ăn cơm đi mẹ? Ừ. Con chạy xe đạp tới đó trước đi, chút mẹ qua sau nha. Mẹ đi trước đi, con đi sau, con tự chở đồ của con. Ừ, con muốn vậy cũng được. Dì Diệu. Thu. Hả? Ủa, dì Thu. Dạ em thưa dì Thu. Ừ. Dì qua thăm mẹ với con, coi hôm nay sao rồi. Ủa, dì tính đi đâu vậy? Mấy bữa nay tụi nó có tới gây sự với chị không? Để em kêu người tới xử tụi nó. Không phải đâu em, anh Phong bị tai nạn giao thông mất rồi. Chị Tuyết thì bỏ nhà đi, em gái của anh Phong thì vô tâm. Bên nhà ảnh thì không có ai chăm sóc tụi nhỏ với bác hết, nên chị sẽ cùng với thằng An qua đó ở và giúp việc cho họ. Dì Thu, dì nói mẹ con đừng có đi đi. Ở bên nhà đó tụi nó hay ghét lắm, họ không có thân thích gì với mình á, mà mẹ cứ nhất định tới giúp họ hoài à. Em thấy thằng An làm như nó không muốn đi, mà nhà đó cũng phức tạp quá trời. Bây giờ anh Phong chết rồi, chị dây dưa chi nữa? Chính vì anh Phong không còn nữa nên chị càng phải trả ơn cho họ. Chị nợ anh Phong quá nhiều rồi. Mẹ thương gái con không à? Mẹ thương chú, thương tụi nó, cho nên mẹ mới cứ đòi tới nhà nó ở hoài. An, con muốn mẹ đánh đòn hả? Đi qua bệnh trước cho mẹ. Con không đi. Thôi, để em khuyên nó cho. Chị quyết định vậy rồi, em cũng không cản được. Em cũng đang rảnh, lát em phụ chị dọn dẹp. Em nói chuyện với thằng An nha. Ừ, cảm ơn em nha. Ừ. Nè, con làm như vậy mẹ con buồn, con không thấy tội nghiệp hay sao? Dì Thu, qua bên nhà đó họ toàn ăn hiếp mẹ con không à? Ờ, từ giờ có gì ai ăn hiếp mẹ con dì xử cho hả? An, dì Thu là số mấy? Dì Thu là số 1. Thấy chưa, cứ theo mẹ con đi, dì để ý cho hả? Giờ sao, ý thì sao, có đi không? Không đi là tôi giận, mới mốt tôi không qua thăm nữa bây giờ á. Đi không? Dạ. Ngoan. Đi. Bản hiệu phở chính phong của mẹ nè. Cái này nặng lắm, để dì xách cho. Con phụ mẹ đi ha. Phụ mẹ đi. Để anh xách cho. Còn tụi bay nữa, bộ sáng sớm không có chuyện gì làm sao mà ngồi túm tụm ở đây vậy?
Dọn dẹp nhà cửa đi chứ. Tụi con mắc giữ em mà. Cô Út nãy giờ không thấy nó khóc hả? Ô nín đi em. Trả treo với cô mày hả? Nói một câu là trả lời một câu à? Mới mày lớn là hỗn láo rồi. Khóc nữa nha. Thứ gì? Nói hoài không nghe. Cái nhà này riết như cái trại tị nạn vậy đó. Ai muốn tới là cứ cho tới à. Con với mẹ con tới đây là chỉ phụ giúp việc cho bà thôi chứ bộ. Thêm một thằng trả treo nữa. Bà dạy con bà hay quá ha. An, không được hỗn. Tôi thấy nó nói đúng mà. Đúng cái gì? Bộ định tới đây ở ké nhà tôi nữa hả? Tôi đến đây để phụ chị Diệu thôi. Đồ để đâu chị? Để em đem vô cho. Em để gian nhà sau á. An, con phụ gì đem đồ ra sau cất đi con. Dạ. Mình đi gì? Phương ngoan nha. Ồ, đây gì đây gì đây con. Cái bà này ai cho bà đụng vô em tôi. Trời ơi, mày đưa cho bà dỗ giùm tao một cái đi. Khóc hoài à. Nhức đầu muốn chết vậy. Khóc mà tao khát nước giùm luôn á. Ồ, 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 dì thương, dì thương. Ồ, nín con, nín, nín. Ồ, dì thương ha, dì thương. Ồ, 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 ồ. Ồ, 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 nín con, nín, nín. Dạ, mẹ, mẹ, con cất đồ xong hết rồi. Kiệt, Thư, với con nữa. Dọn dẹp lại đồ đạc nha. Về cho em Phương uống sữa xong, rồi về lau nhà. Bà với nó tới đây giúp việc nhà tôi. Mắc gì tôi phải làm? Đó giờ tụi tôi đâu có phải dọn đâu. Kiệt, Thư, dì chỉ muốn tập cho tụi con tính tự lập từ nhỏ thôi. Đồ gì ghẻ. Bây giờ bà tính hành hạ tụi tôi đúng không? Ủa, Diệu mới tới chơi hả? Không. Bây giờ tôi sống luôn ở đây để chăm sóc cho bác cho tụi nhỏ. Ý trời đất ơi. Giờ anh Phong chết rồi. Dù gì á, có nghe nói là chị với anh Phong đám cưới, nhưng mà đâu có đám cưới đâu. Mà chị cũng đâu có phải là vợ sao của anh Phong. Tự nhiên tới đây gánh cái nhà này cho cực vậy. Trời ơi, thì anh tôi chết cũng còn cái nhà này nè. Phải tới đây nịnh nọt má tôi, để coi má tôi có để lại tài sản gì không. Chứ hả, nhìn coi, bà có làm cả đời cũng không được cái nhà này nữa. Tôi chỉ muốn giúp cho gia đình anh Phong thôi, chứ tôi không có ý gì cả. Chỉ có má tôi mới bị bà dụ thôi. Tôi nè, đi guốc trong bụng bà đó. Nhưng mà bà đừng có mơ. Nè, bà có im đi không? Nội nhìn cái nhà bề bộn như vậy là tôi biết bà làm biến cỡ nào rồi. Nhà có con nít, người bệnh mà không có lo, ngủ tới giờ này mới dậy. Tại vì chị Diệu có tình có nghĩa nên mới chịu tới đây làm việc thôi. Người khác còn khuya. Ê, chuyện nhà của tôi liên quan gì tới bà? Sao không liên quan? Chị Diệu là chị của tôi nha. Tôi nói cho mấy người biết, mấy người mà ăn hiếp chị đừng có trách tôi nha. Còn hai đứa này, mới mày lớn mà đã lì đã hỗn rồi. Mấy đứa có phước lắm mới gặp được dì Diệu. Lo mà ngoan ngoãn nghe lời nghe không. Bà có quyền gì mà bà la tôi? Tôi có quyền đánh mấy đứa nhỏ nhỏ hỗn hỗn ngang. Tính không? Bà kia. Em. Anh hai, bà dữ quá à. Thôi em, để từ từ chị dạy lại tụi nó. Mẹ, mẹ lúc nào cũng binh tụi nó hết á. Thì phải binh chứ con. Binh để mới lấy lòng được bà. Nè, chứ còn gì nữa. Làm bộ làm tịch tốt với tụi bay thôi. Bà mà lấy được cái nhà này là bà tống cổ tụi bay ra đường ở đó. Đúng rồi. Hai đó. Hai cái bà này có im không? Hả? Không thôi là tôi xử hai bà ngay tại chỗ này có tin không? Mày làm gì? À, tôi là ca sĩ cao sang. Tôi không có chơi với phường lung manh đâu ha. Mày mà làm dữ, tao kêu công an tới hốt cổ mày đó. Ừ, kêu đi, tôi thách bà đó. Tôi hú một tiếng, một chục thằng giang hồ nó tới đây nó chém mà không đem bao nhiêu tiền nha. Cô Nga ơi, chị Thu quen nhiều giang hồ lắm đó cô. Nghe không? Bà Diệu, em bà kìa, bà giải quyết sao giải quyết đi. Thôi em, kệ họ đi.
Chị đúng là chịu đựng hay thiệt. Em mới ở coi chút thôi mà sôi máu đây nè. Thôi em về. Dì về nha. Có gì tới báo cho dì biết. Dì xử hết mấy cái đám ăn hiếp mẹ con nghe không? Dạ. Chị cảm ơn em nhiều nha. Khi nào rảnh nhớ ghé chơi với chị với thằng An nghe. Chị á cũng đừng có tốt bụng quá, không thôi thiệt thòi cho mình đó. Ờ, chị biết rồi. Thôi em về. Dì về nghe. Dạ, dì đâu về. Kiệt, Thư, An, ba đứa con dọn dẹp nhà đi. Bà là giúp việc, bà phải làm đi, mắc gì em tôi với tôi làm. Đó giờ, hồi đó giờ bà có kêu tụi tôi phải làm cái gì đâu. Thì hồi xưa còn ba tụi con, bây giờ ba tụi con chết rồi, thì bây giờ tụi con phải làm hết trơn đó. Chị đừng có nói bậy, tôi chỉ muốn tập cho tụi nhỏ có tính tự lập thôi. Tụi tôi không có làm đâu, bà tự làm đi. Bà mà dám hành hạ em tôi với tôi á, tôi vô phòng, tôi mấy bà nội á, rồi mấy cô Út luôn. Tụi tôi còn nhiều bài học lắm, sắp thi rồi. Thuê bà tới làm giúp việc nhà thì bà làm đi, mắc mới gì sao tụi nhỏ. Mấy đứa sao ôm sùm quá vậy, má bệnh mà nghỉ cũng không được hả? Thiệt là tội nghiệp bác Sang quá đi, bệnh mà cũng không yên nữa. Hồi xưa bà làm được thì sao bây giờ bà sai mấy đứa nhỏ vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ làm. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn chuyện gì, đi chỗ khác cho tôi dọn dẹp. Ai rảnh mà ở đây? Mấy đời bánh đúc có xương, để coi bà giả bộ bà hiền cho tới bao giờ ha. Nè, nhà mà có chuyện gì á, qua kể cho dì nghe liền nghe không? Mình vô phòng học bài đi anh hai. An, con giữ em giùm mẹ, để mẹ dọn dẹp rồi mẹ đi chợ nghe con. Con không nghe lời thì mẹ la con. Sao mẹ không chịu la tụi nó? Để từ từ, mẹ sẽ nói chuyện với anh em Kiệt sao. Con ngoan, con phụ mẹ nha. Ôi, nín nín con nín. Rồi, qua anh Bồng nghe. Đây, đây, đây. Nín nín nín. Thương nha. Kiệt, đừng chơi nữa, học bài đi con. Chừng nào tôi học thì kệ tôi. Sắp thi rồi, con ráng học lên. Bà im giùm cái đi, bà lại nhảy hoài. Mẹ kệ đi, nó không học nó thi điểm thấp ráng chịu nó. Mẹ quan tâm nó làm cái gì? Ê thằng kia, mày nói gì mày? Tao học sao thì liên quan gì đến mày? Ai mà mày hổn với mẹ tao? Mẹ mày chứ phải mẹ tao đâu. Mắc gì tao không có quyền được hổn. Mày... An, học bài đi con. Đừng cãi lộn sùm để cho bà ngủ. Bây giờ mẹ qua chiếu bài con đi, con không biết làm bài này. Con học đi nha. Dạ. Đâu, để mẹ coi. Bài nè mẹ. Ngồi khép cái chân lại coi. Trước giờ con cũng ngồi vậy mà, có ai nói gì đâu. Mày trả treo không, trả treo không? Cô mà dám đánh con vô mét nội á. Mày gan quá, mày vô mày mét tao coi thử coi. Hổn láo trả treo tao hả? Cô Nga, chỗ còn đi được, sao cô còn giành với thằng Kiệt? Ủa đâu có ai ở nhà đâu, mà đóng vai gì ghẻ tốt bụng vậy? Ai coi? Bà cũng không có tốt đâu. Đó, nghe cháu tôi nói chưa? Làm ơn, bớt đóng kịch đi. Tôi không có đóng kịch. Ở nhà cơm nước có chưa? Tôi có chừa phần cho cô với bếp á. Bà kia, bà chừa đồ ăn kiểu gì vậy? Chừa cho mèo ăn hả? Chứ người đâu mà ăn nhiêu đó. Nè, bà có ăn sén ăn bớt không? Từ trước giờ tôi vẫn nấu như vậy, vừa đủ cho mọi người ăn.
nấu dư, hâm tới hâm lui, ăn không có ngon. Hồi sáng cô đi dội, tôi còn chưa lấy tiền chợ tháng này, thì lấy đâu ra mà ăn sáng ăn bớt. Trời ơi, ý là bây giờ nhắc khéo để tôi đưa tiền đó hả? Không phải, tại cô nói nên tôi mới giải thích. Mà bác cũng nói là cô đưa tiền chợ cho tôi. Nè, tôi đưa tiền theo ngày đó, chứ đưa theo tháng rồi bà hốt tiền bà đi sao tôi biết được. Cô đưa theo ngày cũng được, nhưng đưa nhiêu đây, sao đủ tiền ăn một ngày? Trời ơi, thì bây giờ không đủ, mình làm sao cho nó đủ thì mới hay. Với lại bây giờ anh Phong anh mất rồi, ai đâu mà làm ra tiền. Bây giờ cô tính làm khó tôi đúng không? Tôi không có làm khó gì bà hết á. Nếu mà cảm thấy không đủ á thì mình ăn kho khô, kho quẹt, nước mắm gì đó, miễn sao thấy no là được rồi. Dạ. Con vô chồng cô nói bà nè. Mày dám An, mày An, mày An nhỏ đi, đứng lại vô. Bà ơi, cái thằng kia. Bà ơi, bà gì vậy con? Con ngán vậy đưa tiền cho mẹ con đi chợ của bà. Ủa sao vậy? Không đưa tiền cho mẹ mày hồi nào hả Nguyễn nhỏ? Nhưng mà cô đưa chút xíu à, không đủ tiền với mẹ mua đồ ăn. An, sao con lại làm phiền bà? Đừng có ở đây làm bố làm tịch. Bà mà không dạy nó thì nó biết gì mà vô đây nó mét. Nè, má dặn con mỗi tháng đưa 600 ngàn tiền chợ cho con Diệu nó đi chợ. Con đưa chưa? Con đưa rồi. Con đưa theo ngày chứ bộ. Con bao đưa nhiêu? Ngày có 10 ngàn hả bà? Mày, trời đất, đưa 10 ngàn rồi con tính cho má ăn cá trường kỳ hả con? Thì nhà mình bây giờ còn có ít tiền bán quán phở không? Phải xài làm sao cho tiết kiệm chứ má. Con đừng có nghĩ má không biết nha. Con lấy tiền con mua xe, rồi con sắm sửa con đi chơi các kiểu. Con đưa hết tiền bán quán phở cho con Diệu nó giữ đi. Má, con mới là con của má. Con bà là người ngoài mà. Má làm ơn đừng có nghe lời ngon tiếng ngọt của bà nữa má ơi. Má không có muốn nhắc lại nữa. Con còn cãi má đó thì ra khỏi nhà đi. Bác, hay là bác để Nga đưa tiền cho bác giữ, rồi hàng tháng bác đưa lại cho con. Chứ giữ tiền trong mình nhiều như vậy, con sợ lỡ sơ sẩy mất nữa. Ừ, má không cho con giữ thì má giữ đi, chứ đưa cho bà rồi bà hốt đi rồi nhà mình lấy tiền gì mà xài. Má đầu hai thứ tóc rồi, con Diệu là người ra làm sao á má biết. Nếu con ngại thì thôi, cứ để tiền trong phòng bác đi, rồi sắp tới con cần bao nhiêu thì vô lấy. Dạ. Đi lấy tiền mau đi. Không thẳng từ từ chứ, làm gì thì ghê quá. Tánh nó hồi đó giờ là vậy. Con nể tình bác, con đừng có chấp nó nha. Dạ, không có gì đâu bác. Con xếp tập vở lại đàng hoàng. Con nghe không? Mai mốt con không được phép làm như vậy nữa. Bà đang mệt, không được có chuyện gì con cũng vô làm phiền bà. Nhưng mà tại con không chịu đưa tiền cho mẹ, con chưa muốn mẹ bị ăn hiếp rồi, sao mẹ la con? Chuyện người lớn con không nên xen vào như vậy. Mẹ sẽ tự biết cách xử lý. Mẹ không muốn có lần sau nữa, con biết chưa? Mẹ cứ là con hoài à, con có làm gì sai đâu. Kìa kiến thư á, làm biến mà con hổn nữa. Sao mẹ em chưa la tôi nói đi? Con nói chuyện như vậy với mẹ hả? Con mau xin lỗi mẹ, hay muốn mẹ phạt con? Xin lỗi mẹ. Mình sống chung một nhà rồi, tụi con phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Con giúp á, tụi nó giành mẹ, mắc gì con phải giúp. Bây giờ con chỉ muốn tụi nó biến mất thôi à. An, bà nội bị bá vụ rồi. Cái gì? Có vụ gì?
Bà gì ơi, bà Vũ, bà nói cái gì? Có phải là bà Vũ bà nội để lại cái nhà cho bà phải không? Dạ, nếu bác muốn như vậy thì con sẽ chịu theo ý bác. Cảm ơn con. Dạ, bác nghỉ ngơi đi. Con ra ngoài với tụi nhỏ. Nó bị dị ứng đậu phộng. Lúc đó ở dưới quê, bác sĩ nói với tôi nó bị dị ứng với tất cả các loại thức ăn có chứa đậu phộng. Từ đó tôi không bao giờ cho nó ăn nữa. Nên mấy năm nay tôi cũng không thấy tái lại. Con có ăn gì có đậu phộng không? Tại sao con ăn xôi đậu phộng? Con đâu có. Con còn chối nữa hả? Thư nó nói hồi sáng nó thấy con mua xôi đậu phộng ăn. Con biết ăn đậu phộng vô là bị dị ứng, có thể nguy hiểm nữa. Mẹ đã dặn con nhiều lần rồi. Con cố tình đúng không? Tại mẹ ơi nó, lúc nào mẹ cũng lo cho tụi nó. Mẹ thương tụi nó. Mẹ không có lo cho con. Con mới ăn xôi đậu phộng nếu bị bệnh. Vậy mà mẹ cũng không lo cho con. Mẹ về mẹ lo cho anh Kiệt. Mẹ hết thương con rồi. Chị làm như vậy thằng An nó hiểu lầm chị với chị là đúng rồi. Em biết chị ở cửa giữa rất là khó xử. Nhìn bác sang là biết thường mẫu cháu hơn tại bà rồi. Nên tụi nhỏ cứng đầu khó dạy. Chị giúp họ lâu nay cũng là có tình có nghĩa lắm rồi. Chị nghĩ cho mình với thằng An đi chị, để họ tự tìm giúp việc khác. Vậy là diện cả đôi đường. Quan trọng là thằng An nó không bị tổn thương. Bây giờ con không quỳ đúng không? Con muốn cả con với mẹ cùng đau phải không? Mẹ muốn con quỳ thì con quỳ. Bà có phải là mẹ tôi đâu mà đòi phạt tôi? Tôi biết bà nội cho coi.